Giống như ở chợ náo nhiệt, tất cả tiếng nói khiến cho bạn tâm phiền ý loạn, lúc đó bạn nghe mà không nghe, không bị chi phối thì mới có định lực. Do đó, giữa chợ náo nhiệt mà tu hành, trải qua sự khảo nghiệm mới có thể tăng tấn đạo nghiệp. 2. Thuận nhẫn, tức cũng là nghịch nhẫn. Bất cứ là thuật hoặc là nghịch đều phải nhẫn thọ. Thuận nhẫn là cảnh giới bạn hoan hỷ, giống như bạn hoan hỷ nhảy múa, nghe được tiếng âm nhạc thì thân thể càng không tự chủ được, bèn đứng dậy nhảy. Nghịch nhẫn là cảnh giới bạn không hoan hỷ, giống như người mà bạn nhàm chán mà họ lại đến tìm bạn để nhiễu loạn. Cho nên thuận nghịch đều phải nhẫn. Vì muốn học Phật Pháp, cho nên thọ người khinh khi, chịu người phỉ báng, chịu người mắng chửi, chịu người đánh đập, đều phải nhẫn thọ. Do đó, nhẫn là báu vô giá, nhẫn được mới có thể thành đạo. Có người nói, tôi không muốn tu hành vì tu hành quá khổ, không thể ăn nhiều, không thể mặc nhiều, không thể ngủ nhiều, tôi thật chịu không được, tôi muốn hoàn tục. Người có tư tưởng như thế không thể chấp nhận được. Chúng ta tham thiền đà tọa, tức là tu công phu nhẫn, phải chịu chân đau, phải chịu lưng ê, nhẫn đến cực điểm thì sẽ có tin tức. 3. Vô sanh pháp nhẫn, nói đơn giản là không thấy có chút pháp sanh, cũng không thấy có chút pháp diệt, nhẫn thọ nơi tâm. Tức cũng là cảnh giới đoạn thường nhị kiến đều mất, ngã pháp hai chấp không sanh. 4. Như huyễn nhẫn, tất cả pháp thế gian, như huyễn như hóa, không thể nhận cho là chân thật. Nếu nhận cho là chân thật thì liền bị cảnh giới truyền. Phải biết cảnh giới là hư huyễn không thật, cho nên đừng chấp trước. Nếu không chấp trước, tất cả đều buông bỏ được thì sẽ được giải thoát. 5. Như diệm nhẫn, khi mùa xuân ở xa nhìn đại địa có hình tướng sóng nước, đến gần nhìn thì không có, đó tức là hiện tượng dương diệm. Tất cả sự vật thế gian cũng giống như dương diệm, tuy có hình nhưng không thật thể. Đừng có cho nó là chân thật, bằng không thì tự mình cầu khổ não mà thôi. 6. Như mộng nhẫn, người ở trong mộng vừa làm quan vừa phát tài vừa có vợ đẹp, cảm thấy đời người rất là mỹ mãn, khi tỉnh dậy thì vẫn không có gì cả. Biết đời người như mộng, nếu nhẫn thọ được thì không có phiền não. 7. Như vàng nhẫn, vàng là do tiếng mà phát ra, nếu không có âm thanh thì cũng không có tiếng vang, vì tiếng vang chẳng có thật thể. Chúng ta xem tất cả sự việc thế gian như tiếng vang mà nhẫn thọ thì tự nhiên sẽ đắc được tự tại. 8. Như ảnh nhẫn, phải xem tất cả hết thảy đều giống như ảnh, do đó hoa trong gương, trong dưới nước, nhìn tượng như có, kỳ thật là không, cái gì cũng không có. Hiểu được đạo lý này thì sẽ không chấp trước. 9. Như hóa nhẫn, tất cả thế gian đều biến hóa mà có, bổn lai chẳng có, hốt nhiên mà có. Đây là hiện tượng biến hóa, giống như nhà huyễn thuật, trong không biến có, trong có hóa không. Nếu quán thấy được như vậy thì không có phiền não. 10. Như không nhẫn, tất cả đều không, không có thật thể. Trong Kinh Kim Cang có nói, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng, như sương cũng như điện, hãy quán sát như vậy. Quán sát được như vậy thì sẽ được không nhẫn. Đó là 10 thứ nhẫn ba đời chư Phật đã nói, đang nói và sẽ nói. Pháp môn 10 thứ nhẫn này, chư Phật đời quá khứ đã nói, chư Phật đời hiện tại đang nói, chư Phật đời vị lai sẽ nói. Ba đời chư Phật đều nói pháp môn này để giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh sớm lìa khỏi biển khổ, cùng lên bờ bên kia. Thứ nhất, âm thanh nhẫn. Phật tử, thế nào là âm thanh nhẫn của Đại Bồ Tát? Đó là nghe pháp của chư Phật nói, chẳng kinh chẳng sợ, chẳng hãi, tin sâu ngộ hiểu, ưa thích hướng đến, chuyên tâm nghĩ nhớ, tu tập an trụ. Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Thế nào là âm thanh nhẫn của Đại Bồ Tát tu? Tức là nghe được pháp của mười phương chư Phật nói, không kinh hãi, không sợ sệt, tin sâu pháp của chư Phật nói, giác ngộ thấu hiểu pháp của chư Phật nói, ưa thích Phật pháp, hướng về Phật pháp, chuyên tâm nhất trí để nghĩ nhớ. Tức cũng là đọc tụng kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, hoặc đọc tụng kinh Đại Phật Đỉnh Thủ Lăng Nghiêm, hoặc đọc tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, hoặc đọc tụng kinh Kim Cang Bát Nhã. Chỉ cần chuyên tâm để tụng thì nhất định sẽ thuộc lòng, tuy thuộc lòng nhưng vẫn phải y pháp tu hành, bằng không cũng giống như ca hát, không có lợi ích gì. Ví như trong kinh nói, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Đây là năm giới lớn căn bản,
phàm là Phật giáo đồ đều phải giữ gìn, không được phạm giới. Sao có người biết rõ mà cố phạm, như vậy lại có ích gì? Do đó truy hành hợp nhất mới có lợi ích. Cho nên đối với pháp của chư Phật nói, chẳng những phải nghĩ nhớ mà còn phải tu tập, còn phải an trụ. Đó gọi là âm thanh nhẫn thứ nhất của Đại Bồ Tát. Đó tức là pháp môn nhẫn thứ nhất của Đại Bồ Tát tu, gọi là âm thanh nhẫn. Thứ hai, thuận nhẫn. Phật tử, thế nào là thuận nhẫn của Đại Bồ Tát? Đó là đối với các pháp, tư duy quan sát, bình đẳng không trái, tùy thuận biết rõ, khiến cho tâm thanh tịnh, chánh trụ tu tập, hướng nhập thành tựu. Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật, thế nào là thuận nhẫn của Đại Bồ Tát tu? Tức là nói, đối với tất cả các pháp phải tư duy, phải quan sát, phải bình đẳng. Để tư duy và quan sát không thể trái với tất cả Phật Pháp, phải tùy thuận tất cả Phật Pháp, phải biết rõ tất cả Phật Pháp. Bất cứ học Phật Pháp gì đều phải nghiên khiến cho tâm thanh tịnh, không tạp nhiễm, không có ý niệm, không chánh đáng, chánh trụ nơi Phật Pháp, tu tập Phật Pháp. Như vậy thì sẽ hướng nhập Phật Pháp, thành tựu Phật Pháp. Đó gọi là thuận nhẫn thứ hai của Đại Bồ Tát. Đó tức là pháp môn nhẫn thứ hai của Đại Bồ Tát tu, gọi là thuận nhẫn. Thứ ba, vô sinh pháp nhẫn. Phật tử, thế nào là vô sinh pháp nhẫn của Đại Bồ Tát? Phật tử, Đại Bồ Tát này chẳng thấy có chút pháp sinh, cũng chẳng thấy có chút pháp diệt. Tại sao? Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật, thế nào là vô sinh pháp nhẫn của Đại Bồ Tát tu? Các vị đệ tử của Phật, vị Đại Bồ Tát này chẳng thấy có chút pháp sanh ra, cũng chẳng thấy có chút pháp tiêu diệt đi, không sanh không diệt, nhẫn thọ nơi tâm. Lý do tại sao? Vì nếu không sanh thì không diệt, nếu không diệt thì không cùng tận, nếu không cùng tận thì lìa cấu bẩn, nếu lìa cấu bẩn thì không có sự sai biệt, nếu không có sự sai biệt thì không xứ sở, nếu không xứ sở thì tịch tĩnh, nếu tịch tĩnh thì lìa dục, nếu lìa dục thì không tạo tác, nếu không tạo tác thì không có nguyện, nếu không có nguyện thì không chỗ trụ, nếu không chỗ trụ thì không đến không đi. Vì nếu như không có sanh thì không có diệt, nếu không có diệt thì không cùng tận, nếu không cùng tận thì lìa khỏi tất cả nhiễm ô cấu bẩn, nếu lìa khỏi tất cả nhiễm cấu thì không có sự phân biệt, nếu không có sự phân biệt thì không có một xứ sở nào, nếu không có một xứ sở nào thì rốt ráo tịch tĩnh, nếu rốt ráo tịch tĩnh thì lìa khỏi tài sắc danh ăn ngủ năm dục niệm, nếu lìa khỏi tất cả dục niệm thì chẳng có tạo tác, nếu chẳng có tạo tác thì chẳng có nguyện, nếu chẳng có nguyện thì chẳng có chỗ trụ, nếu không có chỗ trụ thì không đến không đi. Đó gọi là vô sanh pháp nhẫn thứ ba của Đại Bồ Tát. Đó tức là pháp môn nhẫn thứ ba của Đại Bồ Tát tu, gọi là vô sanh pháp nhẫn. Thứ tư, như huyễn nhẫn. Phật tử, thế nào là như huyễn nhẫn của Đại Bồ Tát? Phật tử, Đại Bồ Tát này biết tất cả pháp thảy đều như huyễn, do nhân duyên khởi, ở trong một pháp hiểu nhiều pháp, ở trong nhiều pháp hiểu một pháp. Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật, thế nào là như huyễn nhẫn của Đại Bồ Tát tu? Các vị đệ tử của Phật, vị Đại Bồ Tát này biết tất cả các pháp đều như huyễn như hóa, do nhân duyên sinh khởi, ở trong một thứ pháp thấu hiểu được nhiều thứ pháp, ở trong nhiều thứ pháp thấu hiểu được một thứ pháp. Do đó, một tức tất cả tức một, đó là cảnh giới một nhiều vô ngại, nhiều một viên dụng. Bồ Tát này biết các pháp như huyễn rồi, thấu đạt cõi nước, thấu đạt chúng sinh, thấu đạt pháp giới, thấu đạt thế gian bình đẳng, thấu đạt Phật xuất hiện bình đẳng, thấu đạt ba đời bình đẳng, thành tựu đủ thứ thần thông biến hóa. Vị Đại Bồ Tát này biết tất cả các pháp đều là hư huyễn, tức thấu đạt tất cả cõi nước cũng là hư huyễn, thấu đạt tất cả chúng sinh cũng là hư huyễn, thấu đạt tất cả pháp giới cũng là hư huyễn, thấu đạt tất cả thế gian là bình đẳng, thấu đạt Phật xuất hiện là bình đẳng, thấu đạt ba đời là bình đẳng, thành tựu đủ thứ thần thông biến hóa đều là hư huyễn. Ví như huyễn, chẳng phải voi, chẳng phải ngựa, chẳng phải xe, chẳng phải đi bộ, chẳng phải nam, chẳng phải nữ, chẳng phải đồng nam, chẳng phải đồng nữ, chẳng phải cây, chẳng phải lá, chẳng phải hoa, chẳng phải quả, chẳng phải đất, chẳng phải nước, chẳng phải lửa, chẳng phải gió, chẳng phải ban ngày, chẳng phải ban đêm, chẳng phải ngày, chẳng phải tháng, chẳng phải nửa tháng, chẳng phải một tháng, chẳng phải một năm, chẳng phải trăm năm, cũng chẳng phải một kiếp, chẳng phải nhiều kiếp,
chẳng phải định, chẳng phải loạn, chẳng phải thuần, chẳng phải tạp, chẳng một chẳng khác, chẳng rộng chẳng hẹp, chẳng nhiều chẳng ít, chẳng lượng chẳng vô lượng, chẳng thô chẳng tế, chẳng phải tất cả đủ thứ các vật đó. Đủ thứ chẳng phải huyễn, huyễn chẳng phải đủ thứ, vì do huyễn mà thể hiện đủ thứ sự việc khác biệt. Ví như huyễn biến hiện ra con voi, chẳng phải là con voi thật. Huyễn biến hiện ra con ngựa, chẳng phải là ngựa thật. Huyễn biến hiện ra xe, chẳng phải là xe thật. Huyễn biến hiện ra đi bộ, chẳng phải là đi bộ thật. Huyễn hóa hiện ra người nam, huyễn hóa ra người nữ, huyễn hóa ra đồng nam, huyễn hóa ra đồng nữ, đều chẳng phải người nam thật, người nữ thật, đồng nam thật, đồng nữ thật. Huyễn hóa ra cây, huyễn hóa ra lá, huyễn hóa ra hoa, huyễn hóa ra quả, đều chẳng phải là cây thật, lá thật, hoa thật, quả thật. Huyễn biến hiện ra đất, chẳng phải đất đai thật. Huyễn biến hiện ra nước, chẳng phải là nước thật. Huyễn biến hiện ra lửa, chẳng phải là lửa thật. Huyễn biến hiện ra gió, chẳng phải là gió thật. Huyễn biến hiện ra ban ngày, chẳng phải là ban ngày thật. Huyễn biến hiện ra ban đêm, chẳng phải là ban đêm thật. Huyễn biến hiện ra ngày, chẳng phải là ngày thật. Huyễn biến hiện ra tháng, chẳng phải là tháng thật. Huyễn biến hiện ra nửa tháng, huyễn biến hiện ra một tháng, huyễn biến hiện ra một năm, huyễn biến hiện ra trăm năm, huyễn biến hiện ra một kiếp, huyễn biến hiện ra nhiều kiếp, đều chẳng phải thật. Huyễn hiện ra định, huyễn hiện ra loạn, huyễn hiện ra thuần, huyễn hiện ra tạp, huyễn hiện ra một, huyễn hiện ra khác, đều chẳng phải thật. Tóm lại, phàm là hư huyễn hiện ra đều chẳng chân thật. Bồ Tát biết tất cả các pháp như huyễn, cho nên không chấp trước, cũng chẳng chấp trước rộng, cũng chẳng chấp trước hẹp, cũng chẳng chấp trước nhiều, cũng chẳng chấp trước ít, cũng chẳng chấp trước có số lượng, cũng chẳng chấp trước không có số lượng, cũng chẳng chấp trước pháp thù, cũng chẳng chấp trước pháp tế, cũng chẳng chấp trước tất cả đủ thứ sự vật. Đủ thứ chẳng phải hư huyễn, hư huyễn chẳng phải đủ thứ, do vì hư huyễn cho nên thị hiện đủ thứ sự vật khác nhau. Đại Bồ Tát cũng là như thế, quán tất cả thế gian như huyễn, đó là nghiệp thế gian, phiền não thế gian, cõi nước thế gian, pháp thế gian, thời thế gian, thú thế gian, thành thế gian, hoại thế gian, vận động thế gian, tạo tác thế gian. Đại Bồ Tát cũng tình hình như vậy, Ngài quan sát tất cả thế gian đều là hư huyễn, đó là một nghiệp thế gian, hai phiền não thế gian, ba cõi nước thế gian, bốn pháp thế gian, năm thời thế gian, sáu thú thế gian, bảy thành thế gian, tám hoại thế gian, chín vận động thế gian, 10 tạo tác thế gian. 10 thứ thế gian này đều là hư huyễn, chẳng phải chân thật. Khi Đại Bồ Tát quán tất cả thế gian như huyễn thì chẳng thấy chúng sinh sinh, chẳng thấy chúng sinh diệt, chẳng thấy cõi nước sinh, chẳng thấy cõi nước diệt, chẳng thấy các pháp sinh, chẳng thấy các pháp diệt, chẳng thấy quá khứ có thể phân biệt, chẳng thấy vị lai có khởi tác, chẳng thấy hiện tại một niệm trụ, chẳng quan sát Bồ Đề, chẳng phân biệt Bồ Đề, chẳng thấy Phật xuất hiện, chẳng thấy Phật vào Niết Bàn, chẳng thấy trụ nguyện lớn, chẳng thấy vào chánh vị, chẳng xuất tánh bình đẳng. Khi Đại Bồ Tát quan sát tất cả thế gian như huyễn thì chẳng thấy có chúng sinh sinh, cũng chẳng thấy có chúng sinh diệt, chẳng thấy có cõi nước sinh, cũng chẳng thấy có cõi nước diệt, chẳng thấy có các pháp sinh, cũng chẳng thấy có các pháp diệt, chẳng thấy pháp quá khứ có thể phân biệt, cũng chẳng thấy pháp vị lai có thể có sự khởi tác, cũng chẳng thấy pháp hiện tại ở trong một niệm có chỗ trụ, vì hết thảy tất cả đều do hư huyễn mà thành tựu. Bồ Tát đối với tất cả các pháp chẳng có tất cả sự chấp trước hành giả vô sự, cho nên chẳng thấy quá khứ, chẳng có sự phân biệt quá khứ, chẳng thấy vị lai, chẳng có tác khởi vị lai, chẳng thấy hiện tại, chẳng có một chấp trước hiện tại. Chẳng thấy hiện tại, chẳng thấy có một niệm chấp trước hiện tại. Bồ Tát chẳng quan sát Bồ Đề, nhưng tu hạnh Bồ Đề. Do đó chỉ hỏi trồng trọt, đừng hỏi thu hoạch. Khi mùa xuân chỉ làm ruộng, nỗ lực trồng trọt mà không hỏi mùa thu thu hoạch như thế nào, đó là tư tưởng của người nông dân. Bồ Tát chẳng những không quan sát Bồ Đề mà cũng không phân biệt Bồ Đề. Bồ Tát chẳng chấp trước vào Phật xuất hiện ra đời, cũng chẳng chấp trước vào Phật nhập Niết Bàn, cũng chẳng chấp trước vào đại nguyện của bậc đẳng giác và diệu giác trụ, do đó quét tất cả pháp, đìa tất cả tướng. Cũng chẳng chấp trước vào thấy chứng được quả vị Phật, cũng chẳng chấp trước vào tánh bình đẳng,
tóm lại gì cũng chẳng chấp trước. Bồ Tát đó tùy thành tựu cõi Phật, biết cõi nước không khác biệt, tùy thành tựu cõi chúng sinh, biết chúng sinh không khác biệt, tùy quán khắp pháp giới mà an trụ pháp tánh, tịch nhiên bất động, tùy đạt được ba đời bình đẳng mà chẳng trái phân biệt pháp ba đời, tùy thành tựu uẩn xứ mà dứt hẳn chỗ nương tựa, tùy độ thoát chúng sinh mà biết rõ pháp giới bình đẳng, không có đủ thứ sự khác biệt, tùy biết tất cả pháp xa lìa văn tự, không thể nói được mà thường thuyết pháp biện tài vô tận, tùy chẳng chấp trước việc giáo hóa chúng sinh mà chẳng bỏ đại bi, vì độ tất cả mà chuyển đánh xẻ pháp, tùy vì khai thị nhân duyên quá khứ mà biết tánh nhân duyên không có động chuyển. Vị Bồ Tát đó tùy thành tựu cõi nước chư Phật, biết cõi nước không có sự phân biệt, tùy thành tựu cõi chúng sinh, biết chúng sinh không có sự phân biệt. Loài người chúng ta tuy có chủng tộc khác nhau, ngôn ngữ khác nhau, văn tự khác nhau, phong tục khác nhau, nhưng mọi người đều là con người. Bồ Tát tùy quan sát khắp tất cả pháp giới mà vẫn ở tại cõi nước của mình, an trụ trong pháp lành, tịch nhiên bất động. Tùy Bồ Tát thấu đạt được ba đời đều là bình đẳng mà chẳng trái phân biệt pháp ba đời. Tùy Bồ Tát thành tựu năm uẩn, 12 xứ, 18 giới mà dứt hẳn chỗ nương tựa thế giới. Giống như Bồ Tát có thể phá một phần vô minh cuối cùng thì có thể thành diệu giác, nhưng Bồ Tát không phá một phần vô minh này, vẫn hào quang hỗn tục ở trong chúng sinh, giáo hóa chúng sinh, làm mô phạm cho chúng sinh. Ngài khiến cho chúng sinh sinh ra tư tưởng như vậy: bạn có thể khai ngộ, tôi cũng có thể khai ngộ. Bạn chứng được ngũ nhãn lục thông, tôi cũng có thể chứng được ngũ nhãn lục thông, có sự tác dụng như thế. Nếu hiện thân khác nhau hoặc màu da nhan sắc khác nhau thì tâm chúng sinh sẽ khởi hảo cảm tác dụng, sẽ dễ dàng giáo hóa. Cho nên Bồ Tát ở trong mỗi chủng tộc hiện thân giống như vậy, để vì chúng sinh thuyết pháp, khiến cho mỗi chúng sinh sinh ra tâm lý tự hào rằng trong chủng tộc chúng ta cũng có người tu đạo, cũng có người thành đạo. Do đó bền pháp Bồ Đề Tâm như vậy sẽ khiến cho chúng sinh có sự hy vọng mà chẳng tuyệt vọng. Bồ Tát dụng tâm khổ cực như vậy, nghĩ hết biện pháp để giáo hóa chúng sinh. Bồ Tát vì hằng thuận chúng sinh mà làm việc chúng sinh ưa thích, nhưng tuyệt đối không chấp trước, đó tức là cảnh giới của Bồ Tát. Tùy Bồ Tát độ thoát tất cả chúng sinh mà biết rõ pháp giới là bình đẳng, chúng sinh tức là Phật, Phật tức là chúng sinh, không có đủ thứ mọi sự phân biệt. Có người nói, đạo lý này tôi không tin, tin hay không tin đều là Phật giáo, vì tánh của bạn và tánh của Phật chẳng có sự phân biệt, là một thể, chẳng phải vấn đề bạn tin hay không tin. Bạn tin hay không tin đều chẳng có quan hệ gì cả. Tôi thường nói, hôm nay bạn không tin Phật, tôi đợi bạn ngày mai. Ngày mai bạn không tin, tôi đợi bạn ngày mốt. Ngày mốt bạn cũng không tin Phật, thì tôi đợi bạn một năm, hoặc một đời, thậm chí nhiều đời, cho đến một đại kiếp. Cuối cùng sẽ có một ngày bạn sẽ tin Phật. Tại sao? Vì Phật giáo là tận hư không khắp pháp giới. Nếu bạn chạy ra ngoài hư không được, thì bạn không cần tin Phật. Nếu bạn có thể chạy ra ngoài pháp giới được thì cũng không cần tin Phật. Chỉ e rằng bạn không có bản lãnh như thế, cho nên bạn sớm sẽ tin Phật. Tuy Bồ Tát biết tất cả các pháp xa lìa, tất cả văn tự không lời lẽ để nói, do đó ngôn ngữ đạo đoạn, tức là lời nói đã dứt bạt, chẳng còn gì để nói. Bản thể của pháp là chẳng lập ngôn ngữ, chẳng lập văn tự. Pháp tuy nhiên không thể nói, nhưng Phật Bồ Tát lại luôn luôn thuyết pháp có cảnh giới biện tài vô tận, thao thao bất tuyệt. Đạo lý nói ra đều là chánh tri chánh kiến, đạo chẳng phải cường từ đoạt lý, không có ai bắt bẻ được. Tuy Bồ Tát chẳng chấp trước việc giáo hóa chúng sinh mà chẳng xả bỏ tâm đại bi, vì độ tất cả mà chuyển bánh xe pháp. Có người hỏi, thế nào là chuyển bánh xe pháp? Bạn không minh bạch thì có thể đến Kim Sơn Thánh Tự để tham quan. Kim Sơn Thánh Tự hàng ngày chuyển bánh xe pháp, giảng kinh thuyết pháp, chuyển đến chuyển lui, chuyển ra Kim Luân Thánh Tự tại Los Angeles, lại chuyển ra một Như Lai Tự tại Vạn Phật Thánh Thành, càng chuyển càng nhiều, tương lai hoàng dương Phật Pháp đến toàn thế giới. Tùy Bồ Tát khai thị tất cả chúng sinh, khiến cho họ biết nhân duyên và quả báo đời quá khứ, mà Ngài cũng biết nhân duyên là tánh không, chẳng có một thể nào cả, cho nên chẳng động chuyển.
Đó gọi là như huyễn nhẫn thứ tư của Đại Bồ Tát. Đó tức là pháp môn nhẫn thứ tư của Đại Bồ Tát tu, gọi là như huyễn nhẫn. Thứ năm, như diệm nhẫn. Phật tử, thế nào là như diệm nhẫn của Đại Bồ Tát? Phật tử, Đại Bồ Tát này biết tất cả thế gian giống như dương diệm. Ví như dương diệm không có phương sở, không trong không ngoài, chẳng có chẳng không, chẳng đoạn chẳng thường, chẳng một sắc, chẳng đủ thứ sắc. Nhưng tùy thế gian lời nói hiền bày, Bồ Tát như vậy, quán sát như vậy, biết rõ các pháp, hiện chứng tất cả khiến cho được viên mãn. Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Thế nào là như diệm nhẫn của Đại Bồ Tát tu? Các vị đệ tử của Phật, vị Đại Bồ Tát này, ngài biết hết thảy tất cả pháp thế gian giống như dương diệm. Ở xa nhìn tựa như có, đến gần nhìn thì không có, là hư vọng không thật. Nó chẳng có xứ sở nhất định, chẳng có nơi đến, cũng chẳng có nơi đi. Nói nó có chăng, ở gần nhìn thì chẳng có, nói nó chẳng có chăng, ở xa nhìn thì tựa như vũng nước. Dương diệm cũng chẳng phải đoạn, cũng chẳng phải thường, không thể nói là nó đoạn diệt, vì nó tùy thời có thể không có. Nó cũng chẳng phải một thứ sắc, cũng chẳng phải đủ thứ sắc, cũng chẳng phải chẳng có sắc. Nhưng Bồ Tát tùy thuận chúng sinh thế gian mà dùng lời nói để hiện bày. Bồ Tát dùng lý thể chân thật, trí huệ chân chánh để quán cảnh giới này, thấu rõ đạo lý thật tướng của tất cả các pháp, hiện chứng tất cả quả vị, chẳng những khiến cho mình được viên mãn Bồ Đề, cũng khiến cho tất cả chúng sinh đều được viên mãn Bồ Đề. Đó tức là tinh thần tự giác, giác tha của Đại Bồ Tát. Đó gọi là như diệm nhẫn thứ năm của Đại Bồ Tát. Đó tức là pháp môn nhẫn thứ năm của Đại Bồ Tát tu, gọi là như diệm nhẫn. Thứ sáu, như mộng nhẫn. Phật tử, thế nào là như mộng nhẫn của Đại Bồ Tát? Phật tử, Bồ Tát này biết tất cả thế gian như mộng. Ví như mộng chẳng phải thế gian, chẳng phải lìa thế gian, chẳng phải dục giới, chẳng phải sắc giới, chẳng phải vô sắc giới, chẳng sinh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh, mà có sự thị hiện. Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Thế nào là như mộng nhẫn của Đại Bồ Tát tu? Các vị đệ tử của Phật, vị Bồ Tát này, ngài biết tất cả thế gian như giấc mộng, chẳng có thật thể. Khi chúng ta nằm mộng, chẳng biết là đang nằm mộng. Ở trong mộng, vừa thăng quan vừa phát tài, vợ đẹp thiếp sinh, con cái đầy nhà, đời sống vinh hoa phú quý, hưởng thọ vui sướng. Cảnh giới trong mộng như là thật, không biết rằng đó là mộng. Họ ở trong mộng rất là tuyệt vời. Nếu có người nói với bạn rằng bạn đang nằm mộng, đó chẳng phải là thật, đều là giả, thì người đó nhất định không tin. Đợi khi họ tỉnh mộng rồi, chẳng cần ai nói với họ đó là mộng, họ cũng biết là đã nằm mộng. Cho nên nói thế gian giống như mộng, nhưng mộng chẳng phải là thế gian, cũng chẳng phải lìa thế gian. Mộng cũng chẳng phải trời dục giới, cũng chẳng phải trời sắc giới, cũng chẳng phải trời vô sắc giới, vì nó là mộng. Mộng chẳng sinh, cũng chẳng diệt. Cảnh giới của mộng chẳng phải nhiễm ô, chẳng phải thanh tịnh. Nhưng có lúc ở trong mộng lại Phật tụng kinh ngồi thiền, đó là mộng thanh tịnh. Có lúc ở trong mộng nhảy đầm, uống rượu, ca hát, đó là mộng nhiễm ô. Nhưng mộng đều có sự thị hiện. Mộng có 5 thứ. 1. Vì thân thể không điều hòa, nếu khí nóng nhiều thì ở trong mộng sẽ thấy lửa, hoặc mộng thấy màu đỏ. 2. Nếu khí lạnh nhiều thì ở trong mộng sẽ thấy nước, hoặc thấy mộng, thấy dạng,